Mèo Moon, cho bọn tớ chơi với. Ok, chấp hai cậu một bên. Cho các cậu cầm bóng trước đấy. Hey. Buông rổ đi ngốc sán. Kể cả bọn cậu có cánh bay lên, tớ cũng không ngán nhé. Hãy xem đây. Bó tay. Bọn tớ không lại được với cậu thật. Chuyện. Quá tuyệt vời. Chịu khó tập luyện thì mới ném chuẩn được. Thôi, thôi bọn tớ có tập cũng chả bằng cậu được. Chỉ có tớ là number one. Hả? Cũng thường thôi. Có giỏi thì đâu chơi. Bé tẹo như cái kẹo thì làm được gì. Đâu đi, thua là cái chắc. Leo leo. Lợi hại thật, cổ dài, chân tay cũng dài. Cổ tớ cũng dài chứ bộ. Đúng là cổ ngỗng, không bì được với cổ hiêu. Đấu thì đấu, to xác chắc gì đã hơn. Xem đây. Các anh chơi giỏi quá, chơi em chơi với. Em bé tí tẹo thế, ôm quả bóng còn chẳng nổi thì chạy làm sao được. Thôi vậy, em làm trọng tài cho bọn anh nhé. Được được, để em làm trọng tài cho. Hello. Chuyển đi, chuyển đi Mèo Moon. Thỏ trắng. Cứ để tớ. Bảo chuyển không chuyển. Còn lâu nhá. Một điểm cho đội sư tử. Gấu béo, kẹp chặt Mèo Moon. Hiêu cảnh khá quá. Hiêu cao cổ và sư tử lợi hại lắm. Trời ạ, chuyển ngay cho tớ thì đâu đến nỗi. Xem anh gấu thể hiện đây. Để tớ. Thua đến nơi rồi. Lệ. Chiến thắng rồi.
cả là tại cậu. Bảo truyền cho tớ cậu không chịu cơ. Đúng đấy, cậu cứ thích thể hiện cơ. Tại cậu. Tại cậu. Thích thể hiện cơ. Thích thể hiện cơ. Chân của anh còn đau không? Để em băng bó cho nhé. Không sao, anh chỉ xây xước một tí thôi. Tiếc là trận vừa rồi đội anh bị thua sao ạ? Còn đấu lại trận khác nữa mà anh. Ừ, anh phải cùng cả đội tập luyện thêm. Trận tới đội anh nhất định thắng nhé. Chuẩn bị gặp lại cho một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Cậu cao to nhưng lòng ngóng vụng về lắm. Tốt hơn hết cứ chuyền cho tớ để tớ úp rổ cho. Hứ, nhưng mà tớ muốn đưa bóng vào rổ cơ. Các cậu thật là đây là chiến thắng của cả đội mình mà.
Cẩn thận đấy các cháu. Bố Dù Giòn, mau cứu thằng bé kìa. Dù Giòn, mau bơi vào đám cây ven đường. May mà thằng bé chỉ bị chảy xước chút thôi. Vâng, cảm ơn bác nhiều. Lần sau bơi lên mặt nước con phải cẩn thận đấy. Lại còn lần sau gì nữa. Thật là Đoàn, phải để ý trông thằng bé chứ. Đuôi cờ, con ở đâu? Con ở đây. Mẹ đã dặn là không được đi chơi rồi mà. Bên ngoài nhiều hiểm họa, mà con thì yếu ớt thế. Đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ luyện cho các con vượt qua nỗi sợ hãi. Thế nào để con có thể lên được khoảng trống giữa ao hả bố? Để rồi bố sẽ chỉ cách cho. Muộn rồi, ngủ đi con. Vâng ạ. Ai cho chú mày đi qua đường này? Có giỏi thì vọt lên đây. Trong xoáy nước. Về thôi, bố sẽ dạy con cách thoát hiểm. Bố siêu thế. Đâu đâu giỏi quá. Cái thằng bé này, cẩn thận chứ. Cháu xin lỗi ba. Sao tớ tập cùng với? Vào nhà ngay, không tập tành gì hết. Cây cù này suốt ngày bao bọc con, đến bao giờ thằng bé mới cứng cáp chứ? Kệ tôi. Muốn bơi nhanh, con phải tập luyện thể lực cho tốt. Nếu bị bắt nạt, con phải dùng chiếc đầu cứng rắn của mình để tấn công lại, rồi bật tránh thật nhanh. Ngoài ra, cháu còn cần học cách quan sát xung quanh để kịp thời đối phó với mọi tình huống. Nếu gặp phải xoáy nước như lần trước, con phải dùng sức nhảy bật sang một bên mới thoát ra được. Như lúc ấy lại nhảy vọt lên bờ thì sao ạ? Gặp tình huống đó, cháu phải tìm hướng bờ ao rồi cố trườn xuống nước. Đúng vậy con ạ. Trước khi nhô lên mặt ao, con phải ẩn mình vào bụi cây và nghe ngóng động tĩnh nhé. Ha ha ha!
Zozon, cháu đừng có rủ dê đuôi cờ. Ừ về đâu? Con muốn cùng Zozon bơi lên giữa ao chơi cờ. Không được, nơi đó nguy hiểm lắm. Bố con mình về thôi, trời có lẽ sắp mưa to rồi đấy. Ừ, nhưng con muốn lên mặt ao ngắm mưa cơ. Về nhà thôi con. Tớ không thở nổi. Cô không sao chứ? Tôi ổn rồi, không sao. Tỉnh rồi, cháu thật dũng cảm, may mà có cháu. Nhờ có bố cháu chỉ dắt bé. Để tôi giúp các con cùng tập luyện nhé. Vâng, cảm ơn hai bố con nhiều lắm. Ha.